Thủ tướng Hun Sen thưởng 10.000 USD cho vận động viên Campuchia vừa chạy vừa khóc dưới mưa. Cô ấy chính là Bầu Sam Nang, vận động viên của đoàn chủ nhà tham dự nội dung 5.000m nữ môn điền kinh. Dù là về đích cuối cùng, thế nhưng Sam Nang vẫn gây ấn tượng mạnh bởi cô đã chạy dưới mưa cho đến khi kết thúc, mặc dù không được xếp hạng. Chính vì điều này, Thủ tướng đã quyết định thưởng nóng cho cô 10.000 USD. Bầu Sam Nang không được đánh giá cao trong nội dung này, cô nhanh chóng bị bỏ lại chỉ sau 3 vòng sân. Sau đó ít phút thì trời đã đổ mưa rất to trên sân vận động. Thế nhưng bất chấp cơn mưa tầm tã khiến đường chạy bị ngập trong nước, Bầu Sam Nang vẫn kiên trì chạy. Khi chỉ còn một mình trên đường đua thì cô đã bật khóc nhưng vẫn quyết tâm về đến đích. Sau đó thì cô nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các tình nguyện viên, vận động viên nước ngoài cũng như là cổ động viên. Nỗ lực của Bầu Sam Nang đã tạo ra cơn sốt vô cùng lớn đối với người hâm mộ Campuchia.